Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground. Ngày này của 68 năm về trước, mùng 7 tháng 5 năm 1954, sau 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không đúng, trí không mòn, những người lính chân lấm tay bùn từ mọi miền tổ quốc Việt Nam đã tung những đòn chốt hạ nào để làm nên một thắng lợi lễ đừng Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau khi nhận được tin bại trận, nghị trưởng Geneva đã có những động thái nào? Chiến trường Điện Biên mãn cục, kéo A1 xuống hố địa ngục. Như đã từng kể trong loạt video về trận chiến đổi A1, trước việc các chỉ huy của quân đội Việt Minh đã phạm những sai lầm chí tử, khiến A1 trở thành cứ điểm không thể bị đánh bại. Cuối cùng, kế hoạch táo bạo được đưa ra, đó là đào hầm, đưa bộc phá tới ngay chân dưới hầm ngầm của địch, rồi cho nổ. Sau biết bao khó khăn, từ việc đào hầm đến việc tìm thêm thuốc nổ, thậm chí đã phải tính đến việc dùng cả người cảm tử để kích nổ. Thì đúng 20h30 phút, ngày 6 tháng 5 năm 1954, lúc ấy, tôi chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cảm giác như đang ngồi trong cái trống. Nhìn lên, thấy lửa khói mù mịt đang bốc lên như hình cây rơm. Đất trở lặng đi vài giây. Tôi nghe một tiếng nổ không to lắm, nhưng cảm nhận được sức ép dữ dội. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bạch, người kích nổ của bộc phá kể lại. Trước giờ gờ 5 phút, các chiến sĩ ở chiến hào xuất phát xung phong, được lệnh quay lưng về A1, nhắm mắt, há mồm, đề phòng sóng xung kích và ánh chớp của ngàn cân bộc phá. Đúng 20h30 phút, một tiếng nổ trầm, không phải dữ dội như chờ đợi. Trên đồi A1, có một đám khói lớn đang phụt lên. Khối bộc phá nổ cách hầm ngầm vài chục mét, thổi bay chiếc lô cốt bên trên và tiêu diệt phần lớn đại đội dù số 2 của Esmer đóng ở đây. Giờ thì là lúc mà Việt Minh xung phong ào ạt lên A1. Ở phía đông, nam, hướng tấn công chủ yếu, tiểu đoàn 249 do tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Hòe chỉ huy chia thành hai cánh tiến lên đồi, hình thành thế bao vây quân Pháp. Phía tây, nam, tiểu đoàn trưởng Dũng Chi đưa tiểu đoàn 251 tiến theo giao thông hào mới đào trên mặt ruộng ven đường 41, thọc một mũi dùi cắt rời A1 khỏi Mường Thanh. Khối bộc phá 1 tấn đã tiêu diệt một phần tuyến ngang, gây khó khăn cho các đơn vị đánh A1 trong đợt trước, tạo nên một cửa mở quan trọng giúp cho hai đại đội của tiểu đoàn 249 xung phong thuận lợi. Thế nhưng, càng lên gần tới đỉnh đồi thì những đất đá từ hố sâu bốc lên đã làm trái đồi biến dạng và trở nên rất khó đi. Lợi dụng lúc đó, những lính dù còn sống sót của đại đội 2 Pháp liên tiếp khai hỏa đại liên. Đại đội 316 đánh vào trận địa xuống cối, đại đội 317 đánh vào khu thông tin gần hầm ngầm, đại đội 3 của Puze đóng trên đỉnh đồi và từ phía hầm ngầm tiến ra phản kích. Cuộc chiến bằng súng trường, tiểu liên, lưu đạn và cả lưỡi lê đã diễn ra trên từng thước chiến hào, từng ụ súng. Phía tây nam, các chiến sĩ bộc phá tiểu đoàn 251 tiến lên mở đường về phía lô cốt cây đa cụt, hạ từng lô cốt, hầm ngầm, cắt đứt con đường tiếp viện của thuộc Pháp từ Mường Thanh lên. Quá nửa đêm, trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An đã quyết định đưa đại đội dự bị của tiểu đoàn 249 vào giải quyết trận đánh. Bộ đội đã chia thành từng tổ nhỏ, tiêu diệt dần dần từng ngũ đề kháng của quân Pháp. Tại Mường Thanh, trước tình hình nguy ngập của nhiều cứ điểm ở phía đông và cả phía tây, Langele đã quyết định tập hợp lại ở Pervier những bộ phận còn lại của tiểu đoàn dù số 6 mới được tăng viện chưa lâu và tiểu đoàn dù số 8. Langele ra lệnh cho hai đại đội của tiểu đoàn dù số 8, mỗi đại đội chỉ còn lại 40 người, lập tức lên Erliang 2. Nhưng con đường lên đồi A1 đã bị chốt chặn. Langele cho đại đội này chuyển sang Erliang 4 và Presignac cũng đang khẩn thiết đòi tăng viện. Sau khi tiêu diệt được vị trí cây đa cụt, tiểu đoàn trưởng 251 Dũng Chi quyết định đưa một lực lượng xuống uy hiếp A3, đồng thời tổ chức một mũi đánh lên đỉnh đồi, dồn quân Pháp ở A1 vào thế giữa hai gọng kìm. Trận chiến kéo dài xuyên đêm, sang tới tận 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5, Puze chỉ còn lại 34 lính dù. Ông ta gọi điện đàm một lần nữa cho Mường Thanh, yêu cầu phải tăng viện ngay một đại đội, nếu không cứ điểm sẽ bị tràn ngập. Ở đầu dây bên kia, tham mưu trưởng Vado trả lời: ông muốn tôi tìm đâu ra một đại đội, tất cả đều không còn gì. Quân dù đã sử dụng để những viên đạn và quả lựu đạn cuối cùng. Viên chủ y Puze bị thương nặng và bị bắt. Trước khi trời sáng, trận đánh kết thúc. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên cao điểm A1
báo hiệu giờ tàn sắp tới của tập đoàn Cứ Điểm. Dẫu vậy, để có thể loại hết 828 tên địch ra khỏi vòng chiến đấu, quân đội ta đã phải trả một cái giá rất đắt. 1.004 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, 1.512 người bị thương, phần lớn trong số đó là thương vong trong trận tấn công từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Và cho tới tận bây giờ, đây vẫn được coi là một chiến thắng không trọn vẹn của quân đội nhân dân Việt Nam. Giờ tàn đã điểm. Cùng thời điểm bước sang ngày 7 tháng 5, trên khắp chiến trường Điện Biên Phủ, quân đội Việt Minh đã tổng tấn công, diệt nốt số cứ điểm còn lại. Các đồi C2, 506, 507, 310F đã thất thủ hoàn toàn mà phía Pháp không còn lực lượng khả dĩ tại chỗ chiếm lại. Hốt hoảng, vào khoảng 8 giờ, tướng De Castri đã phải có cuộc điện đàm khẩn cấp với tướng Cogny mà chúng mình đã tìm thấy được một bản ghi âm. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong tình trạng chiến trường Điện Biên giờ đang tính bằng từng giây, từng phút một, yểm trợ không quân tất sẽ không kịp mất. Tại Mường Thanh, 12 giờ, tướng Lang Lai triệu tập cuộc họp các chỉ huy của tiểu đoàn. Lần này, vắng mặt những người chỉ huy dù. Theo kế hoạch Albatross, quân Pháp sẽ mở cuộc phá vây vào 20 giờ cùng ngày. Thế nhưng, con đường cách đây 3 ngày còn để ngỏ phía nam cụm cứ điểm Junong đã bị 3 đường hào cắt ngang. Các chỉ huy của tiểu đoàn lần lượt báo cáo đơn vị của mình không ở trong trạng thái thực hiện một cuộc phá vây mà họ tin là khó sống sót. Thôi, vận mệnh đã được quyết rồi, chống cự hay rút chạy thì chỉ có chết. Đúng 3 giờ chiều, các đại đoàn Việt Minh được lệnh, không cần đợi trời tối, lập tức mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. Đơn vị phía đông đánh thẳng vào khu vực trung tâm, đơn vị phía tây giáp công sang, cùng tiến vào sở chỉ huy của địch, và đánh thật mạnh, bao vây thật chặt, không để cho De Cast hoặc bất cứ tên địch nào chạy thoát. Quân Pháp đã sức tàn lực kiệt, từng ổ đề kháng một đã rệu rã, kéo cờ trắng đầu hàng. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật thuộc trung đoàn Hoàng Cầm lập tức dẫn đại đội 360 luôn dưới làn đạn của những khẩu trọng liền 4 nòng băng qua cổng Mường Thanh. Đại đội 360 khi đó chỉ còn 5 người: Tạ Quốc Luật, Hoàng Đăng Vinh, Bùi Văn Nhỏ, Nguyễn Văn Lam và Đào Văn Hiếu. Trong hồi ký về những ngày tháng lịch sử, ông Tạ Quốc Luật đã viết rất kỹ về trận đánh cuối cùng. Khi chúng tôi vượt qua cầu Mường Thanh thì gặp một tên lính ngụy. Tôi hỏi tên này: "Hầm De Castri ở đâu?" Hắn chưa hết run và chỉ vào căn hầm có nhiều quả đăng ten ở trên nóc. Tôi liền chỉ huy tổ của mình áp sát khu vực căn hầm và phân công đồng chí nhỏ dùng thủ pháo ném vào cửa hầm uy hiếp, đồng thời cử hai chiến sĩ bịt cửa hầm bên kia rồi cùng với nhỏ và Vinh vào cửa hầm bên này. Ánh sáng bên trong hầm hắt ra có thể nhìn rõ trần hầm có căng rủ trắng. Số sĩ quan bộ tham mưu của tập đoàn Cứ Điểm tỏ ra rất mệt mỏi và lo âu. Riêng De Castri thì vẫn đội mũ calo và ngồi cúi mặt xuống bàn. Đại tá Hoàng Đăng Vinh kể lại: "Chúng tôi tiến vào đời đâu, lũ sĩ quan lùi lại tới đó, có tên chui vào gầm bàn dù như chuột bị hun khói. Tất cả đều giơ tay, riêng tướng De Castri thì vẫn ngồi im. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật ra hiệu cho tôi tiến lại gần. Khi đến gần, De Cast vội bật dậy, giơ tay ra định bắt. Vừa khi tướng De Cast giơ tay ra, ông Vinh hô to: "Hô lên anh!" rồi thúc mạnh khẩu súng vào bụng tướng Pháp. Tên bại tướng lùi lại nói: "Xin các ông đừng bắn, chúng tôi đầu hàng." Trong cái đắng, De Cast cầm điện thoại ra lệnh cho toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ đầu hàng. Lúc đó là 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954. Hai khung cảnh. Sau đó, nhóm chiến sĩ dẫn dải tù binh lên khỏi hầm, đi về phía cầu Mường Thanh, rồi bàn giao cho Nguyễn Thăng Bình, trung đoàn phó trung đoàn 209, trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 130. Đại đoàn 312 báo cáo lên: "Toàn bộ quân địch tại khu trung tâm đã đầu hàng, đã bắt được tướng De Cast." Trong mở hồi ức có nhan đề "Làm tròn nhiệm vụ" trong cuốn sách một vài hồi ức về Điện Biên Phủ, Thượng tướng Hoàng Cầm trong chiến dịch Điện Biên Phủ
là trung đoàn trưởng trung đoàn 209, đại đoàn 312, đã kể lại những diễn biến đầu tiên ngay sau khi bắt được bộ sậu của Ducat. Điện của đại đoàn, của bộ chỉ huy mặt trận dồn dập yêu cầu báo cáo về việc bắt sống Ducat Serie và việc quân nó ra hàng. Tôi lệnh cho đại đội trưởng Tạ Quốc Luật giải ngay Ducat Serie về chỉ huy sở của trung đoàn. Đồng chí Chuẩn Quân Lập, chính ủy trung đoàn hỏi nó bằng tiếng Pháp. Đơn vị của anh ở Hồng Cúm tháng trước. Tôi bị đứt liên lạc với Hồng Cúm. Anh đã báo cáo với Hà Nội thế nào? Tôi đã báo cáo cho tướng Cô Nhi là Điện Biên Phủ thất thủ rồi, tuyệt vọng hoàn toàn. Trước kia, anh có viết chuyển đơn thách thức chúng tôi đúng không? Mong ông hiểu cho, Hà Nội làm việc đó, chứ không phải tôi. Ducat Serie ngồi ủ rũ, mấy đồng chí anh nuôi nghe tin bắt được Ducat Serie, tay đang thái thịt, xách cả dao, băng băng chạy lên ngó mặt viếng tướng bại trận. Chính ủy Lập ở nhà, bố trí việc giả tù binh Ducat Serie lên trên, còn tôi lao ngay vào Mường Thanh. Lúc đó, đang là buổi chiều đẹp, trời tháng 5 trong xanh thẳm thẳm, máy bay địch thì vẫn cứ ì tít tận trên cao, chắc là để quan sát cảnh đầu hàng của thầy trò Ducat Serie. Cuốn hồi ký, từ Đồng Quan đến Điện Biên, đến cả đại tướng Lê Trọng Tấn, khi đó đang là đại đoàn trưởng đại đoàn 312, cũng quảng bán tính bán nghi tin này tới mức phải băng qua hỏi tướng Hoàng Cầm rất lâu. Lát sau, tướng Ducat cùng toàn bộ sậu vào trình diện. Cả ông cùng các đồng chí phải kiểm tra đủ thứ, từ ảnh chụp chân dung, cái mũ calo đỏ khi trước mà Ducat từng nêu ra để huênh hoang. Tôi sẽ đội cái mũ đỏ này để pháo binh Việt Minh dễ nhận rõ mục tiêu. Rồi cả những giấy tờ nhỏ nhặt nhất để đảm bảo đây đúng là Ducat Serie. Cùng thời điểm, ở chiến trường Điện Biên, trong quang cảnh vẫn loang lổ những máu, xác người, vương vãi vỏ đạn, vũ khí và các mảnh dù bàn các loại. Lát đá chỗ này, chỗ kia có xác, mảnh vỡ của những chiếc máy bay, xe tăng, xe chiến đấu. Hai bầu không khí trái ngược nhau đã diễn ra. Một bên là những tên hàng binh đủ các màu da, dân tộc đã chót đi theo lá cờ Pháp, lũ lượt từ các ổ đề kháng kéo ra, dương cờ trắng xin hàng. Từng top 1 được quân Việt Minh chừng giới việc chúng chút bỏ vũ khí, quân trang, sắp xếp vị trí, hàng lối để đi dần về những nơi tập kết. Một bên là quân và dân Việt Nam từ khắp các nơi đổ ra khỏi cánh rừng, các hầm hào, các khu tập trung của địch, reo, hát, nói, cười rộn rã, niềm vui chiến thắng. Trong cuốn hồi ký Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một bầu không khí tương tự cũng diễn ra. Cả khu rừng cơ quan chỉ huy mặt trận, từ xưa tới nay, rất nghiêm mật, bỗng sôi lên những tiếng ầm ầm như biển động. Cán bộ, chiến sĩ hò reo, khua chân múa tay, ôm nhau nhảy nhót, biểu lộ sự vui mừng như những em nhỏ. Có người chỉ hét, có người mồm há to, có người mặt tái ngắt. Thắng rồi, nhưng vẫn còn nhiều việc phải lo lắm. Tin địch ở Mường Thanh đầu hàng phải được truyền cho các đơn vị bộ đội và dân công ở phía sau qua đường dây điện thoại, rồi thông qua đài tiếng nói Việt Nam mà truyền đi khắp cả nước, khắp thế giới nữa. Lại có ngay một chuyện mới, giải quyết cái ăn cho một vạn tù binh, cứu chữa cho thương binh địch tại đây như thế nào. Đồng chí Lê Liêm nhắc đi nhắc lại các đơn vị. Các đồng chí nhớ bảo đảm chính sách phải tổ chức cho tù binh ăn cơm chiều nay. Nhưng người nhẹ nhàng nhất là anh Đặng Kim Giang và các đồng chí phụ trách hậu cần, không còn phải lo chuẩn bị gạo, đạn cho bộ đội qua mùa mưa nữa. Nghị trường Geneva khai màn. Kể từ ngày 13 tháng 3 năm 1954, khi chiến dịch mới khai màn, coi như mọi nơi trên đất Pháp, từ mẫu quốc tới các thuộc địa, đều chỉ rõ theo những diễn biến tại một lòng chảo ở tận Đông Nam Á xa xôi. Để rồi, khi tin thua trận cứ liên tiếp vang lên trên khắp các bản tin, công chúng Pháp bắt đầu hoảng hốt. Đến ngày 26 tháng 4, khi hội nghị Geneva về Đông Dương chính thức được khai màn, trước thông tin Việt Minh sẽ tổ chức đợt tấn công thứ 3, quyết chóc nã hết tập đoàn cứ điểm, phía Pháp đã phải chấp nhận chịu nhục, xuống thang đàm phán để cứu lính ở đó thoát ra. Nếu các bạn chưa biết, ngay khi được tin đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định bỏ đánh nhanh thắng nhanh, các tướng Pháp đã vội chủ quan. Nhận lệnh của bộ chỉ huy tại Hà Nội, tướng Ducat Serie còn viết thư khiêu chiến bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt. Nội dung của cả hai bức đều như sau: Đại tá Ducat Serie, chỉ huy khu chiến Điện Biên Phủ, kính gửi đại tướng Võ Nguyên Giáp, để đọ tài cùng mấy tiểu đoàn của tôi đóng tại Điện Biên Phủ, đại tướng đã tập trung 4 đại đoàn tinh nhuệ nhất của đại tướng với một số võ khí hùng hậu mà đại tướng mới nhận được. Thế mà đến ngày hôm nay vẫn chưa thấy đại tướng cho lâm trận. Đại tướng đã hứa với bộ đội và dân chúng sẽ ăn Tết tại Điện Biên Phủ. Tết đã gần tới nơi rồi. Đại tướng còn chờ gì nữa mà chưa cho quân xuất trận? Đại tướng coi trận này là trận quyết định của cuộc chiến tranh giữa hai phe chúng ta. Đại tướng không tin chắc sẽ thắng trận chăng? Đại tướng đã hết tin tưởng vào giá trị các tướng do lính và sự hăng hái của quân sĩ chăng? Đại tướng đã hứa
đại tướng nên giữ lời. Đại tướng vẫn hằng hô hào quân sĩ, tin tưởng vào đại tướng. Vậy đừng nên để họ phải thất vọng. Đại tướng không nên sợ thất thể diện đối với quân sĩ. Những quân sĩ của đại tướng lấy tư cách quân nhân mà phê phán. Tôi phải hâm mộ trí anh dũng của họ. Mời đại tướng cứ đến, tôi chờ đại tướng. Theo luật bất thành văn của nhà Bình, một khi đã viết thư khiêu chiến gửi nhau thì chỉ có một là phải thắng, hai bị bắt sống và ba là phải chết, chứ không được phép để cho một bên thứ ba lao vào cứu. Vậy mà Pháp đã phải nhờ tới bên ngoại giao để xin, mà phía Việt Minh vẫn quyết không tha. Ngày 7 tháng 5 năm đó, tin thua trận được báo về. Cả nước Pháp và các thổ địa bàng hoàng cực độ. Không thể tin nổi, một cứ điểm hùng hậu tới mức được đích thân Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon, sau này đã trở thành Tổng thống, lên thị sát, được 30 chuyên gia phương Tây đặt cho các biệt danh mỹ miều như pháo đài bất khả xâm phạm, con nhím bất khả xâm phạm hay tử địa của Việt Minh. Các chỉ huy của Pháp tại cứ điểm thì không ngớt lời huênh hoang rằng sẽ giành lại được đại thắng. Chính được Castry tuyên bố, tôi sẽ đội cái mũ đỏ này để pháo binh Việt Minh dễ nhận rõ mục tiêu. Thậm chí, với số thư khiêu chiến, phía Pháp tự tin tới mức in tới 150.000 bản dự trù cho việc sau khi chiến thắng Việt Minh, quân Pháp sẽ gửi tặng làm kỷ niệm cho các viện bảo tàng, tặng binh lính và giải nhiều nơi ở Việt Nam. Tuy nhiên, với trận thua không thể ngờ nổi, số thư này đã bị tiêu hủy gần hết, chỉ còn vài bản được lưu giữ tại Bảo tàng Quân sự Pháp và được chụp lại như các bạn đã thấy. Ngay lập tức, khắp mọi nơi, từ thuộc địa tới mẫu quốc, người dân Pháp đổ ra đường biểu tình. Lác đác một số nơi đã nổ ra bạo động. Tình hình khủng khiếp tới mức Pháp phải cho dừng tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức vào ngày hôm sau đó, mùng 8 tháng 5. Cả nước Pháp chìm trong tang tóc. Ở Geneva, hai bầu không khí, hai tâm trạng tương tự đã diễn ra khi hay tin từ Điện Biên Phủ. Phái đoàn ngoại giao của Việt Nam nghe tin đài phương Tây về chiến thắng Điện Biên Phủ trước khi nhận được thông tin từ trong nước. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự vui mừng của đoàn. Trưởng đoàn Phạm Văn Đồng đã ôm chầm lấy mọi người. Tất cả các thành viên trong đoàn đã thức trắng đêm để chuẩn bị thêm về kế hoạch cho cuộc họp vào sáng hôm sau. Chiến thắng này đã làm cho vị thế của đoàn khi bước vào hội nghị được nâng lên. Đại tá Hà Văn Lâu, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã kể lại, chiến thắng Điện Biên Phủ cực kỳ to lớn, sẽ tác động mạnh tới cuộc đấu tranh ngoại giao ở Geneva. Vì vậy, hôm nay ta đến hội nghị trong tư thế của người chiến thắng. Tuy vậy, thái độ của ta là tự hào nhưng phải đúng đắn, ôn tồn, khiêm tốn, đừng để người ta hiểu nhầm là ta hoành hoang, tự cao, tự đại. Về phía đoàn Pháp, khỏi phải nói thì các bạn cũng đã biết tâm trạng khi đó của họ như thế nào rồi. Theo những câu chuyện kể lại, từ khi nghe tin báo về, đoàn ngoại giao Pháp suốt những giờ phút còn lại trong ngày 7 tháng 5 chỉ biết im lặng mà chuẩn bị cho vòng đàm phán ngày hôm sau. Nhiều người thậm chí còn không dám ra khỏi nơi làm việc vì sợ phải đối diện với ánh mắt của bất cứ ai. Sáng ngày 8 tháng 5, đối lập với khí thế hăng hái, những bước chân tự tin vào phòng hội nghị của phái đoàn Việt Nam với tư thế của người chiến thắng, thì phái đoàn của Pháp do Ngoại trưởng Badon dẫn đầu mặc toàn trang phục đen để tang cho thất bại của quân đội viễn chinh Pháp ở Điện Biên Phủ. Đến đây, cuộc đấu trí tại Geneva bắt đầu. Video này được thực hiện bởi Battleground Người Kể Sử, nơi có những video hấp dẫn nhất về lịch sử Việt Nam. Nếu bạn thích thú với video này, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe để theo dõi thêm các video trên kênh mình nhé. Nếu như các bạn quan tâm tới lịch sử thế giới, hãy ghé kênh Battleground Lịch Sử Thế Giới, nơi có các video hay nhất về lịch sử của thế giới nhé. Nếu các bạn yêu thích lịch sử và giã sử của Trung Hoa, có thể truy cập vào kênh Battleground Trung Hoa Sử Ký để theo dõi các video mới nhất của team mình. Ngoài ra, Battleground Khám Phá cũng sẽ là một địa chỉ tuyệt vời dành cho các bạn yêu thích những chủ đề về địa chính trị, văn hóa, xã hội và địa lý. Tất cả các kênh đều được gắn link truy cập ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.